Nhưng mà cái người mà mình cảm thấy thương là mình móc dốc túi ra mình gieo rất là thật tình. Nhưng mà này, nào cái khó khăn là như này này, gặp đúng cái người mình không có ưa. Là cái Xong tiếp rồi theo. mình đi mình thấy mấy đứa kia nó cho, mình không cho thì nó kỳ. Cho nên là cái đó lúc đầu gieo hạt gặp khó khăn là gì? Gieo miễn cưỡng, tức là thật tâm mình không muốn cho. Nhưng mà chẳng qua là ui dồi đi học đi xe ai Móc cầu rồi mà không kiểu gieo thì nó kỳ. Hoặc là bây giờ mình cũng phải mong cầu để mình có kết quả, nên mình phải gieo. hoặc là mình sĩ diện để mình gieo. Nhưng mà dù gì thì chúng ta cũng đang bóc tách xem là lột trần xem thực sự năng lượng đang có hiệu quả không. Thì thầy thực hành nhiều như vậy, thầy có thể chia sẻ cho em là thầy có cái kết quả gì đấy không? Kết quả gì không? À, nói đến đây ấy, thì lúc này cũng cần phải thú thật với mọi người đó là tôi thực hành thời gian đầu á 6 tháng không hề có kết quả. Tôi mới bảo quá. Hồi đầu á tôi đi học giống mọi người á, xong tôi về tôi làm. Cha thì có kết quả. Cái mình bảo là có gì sai sai á. Nghe nói nhiều nhiều người có kết quả lắm mà sao mình làm nó cha có kết quả. Rồi, đó là cái thứ nhất nhá. Sau đó thì tôi lại được một cái nhóm của Singapore họ dìu. Thế là mình bắt đầu lại và mình làm theo thì lại có kết quả. Xong rồi làm một thời gian nó lại tụt xuống. Về sau tôi mới phát hiện ra à, trong lúc mình giúp đỡ người khác, tức là mình làm việc tốt, mình vẫn song song mình làm việc xấu. Ví dụ này, đi trễ giờ là thường xuyên. Đi dạy mà trễ, trời ơi có nhiều hôm mà ví dụ như là 7 giờ tối xong nhưng mà có khi tôi dậy đến 8 9 giờ. Đã mình mê quá là mình kéo câu giờ á. Rồi nó dẫn đến một hệ lụy là nó bị trễ. Hoặc là có nhiều cái là mình hứa. Thế thầy 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 hôm nào thầy chia sẻ với em. Ok. Thế thầy hôm nào thầy đi cà phê với em nhé. Ok. Thầy hôm nào qua công ty em chia sẻ. Ok, cái gì mình cũng hứa. Không quên. Xong rồi mình không có làm. Mà nhưng mà không phải là cố tình không làm, nhưng mà cái lúc đó mình phấn khích nhưng mà mình không nhớ là mình có hứa. Mình gặp mình bảo mọi người em bảo là hôm trước thầy hứa với em, hôm trước thầy hứa với em, hôm trước thầy hứa làm cái này, hôm trước thầy hứa làm cái kia. Thế là về sau tôi phải từ từ tôi mới quan sát và tôi điều chỉnh lại. Cái gì hứa là mình nỗ lực mình làm, còn nếu không thì không có hứa. Ok. Nên tôi bị nhiều khi là mình không cố tình mình hứa lèo đâu, nhưng mà vô tình trong lúc mình phấn khích á là mình hứa cái mình không làm thì cái đó rất là nguy hiểm mọi người nhá. Vậy thì năng lượng kim cương có hiệu quả không? Thì câu trả lời là không. Không Không hiệu quả. không Chả hiệu quả. vâng không anh chị nha. Nếu mình chỉ làm tí rồi mình bỏ. Nếu mình không hiểu rõ nó. Mình không hiểu rõ nó, mình làm, mình thực hành 1-2 tháng mình không thấy là mình bỏ. Thế nó không hiệu quả. Có hiệu quả vậy thôi. Hoặc là mình không hiểu rõ người ta làm như vậy, mình làm đúng như vậy, xong mình không có kết quả, cái đó bình thường. Đừng nghĩ là mình làm giống y người kia thì nó có kết quả đâu, không hề. Mình phải tìm được cái cách nào nó phù hợp với mình nữa cơ. Rồi mình cũng phải hiểu cái cách chúng ta đã làm gì trong quá khứ để chúng ta thanh tẩy và chúng ta làm cho nó phù hợp hơn thì nó mới có kết quả. Chứ không phải là cứ làm, cứ gieo là có kết quả. Tôi trả lời là chưa chắc. Chưa chắc. À, vậy thì ở đây nó có ba loại câu trả lời. Câu trả lời là có kết quả không? Thì câu trả lời đầu tiên là không. Không. Câu trả lời thứ hai là chưa. Chưa. Và câu trả lời thứ ba là có. Có. Vâng. Vậy thì không. Như Không. nào thì không? Không học, không dùng thì không có kết quả. Không hiểu, dùng một cách gọi là ngắn hạn thì cũng không có. Nhưng mà Là chưa. cái thứ Là hai mới hay không. là có nhiều người rất là chăm chỉ thực hành, rất là chăm chỉ gieo hạt, rất là chăm chỉ giúp đỡ người khác một thời gian và chúng ta chưa thấy có kết quả thì cái đó là chưa. Chưa. Cái người mà miệt mài gieo á là chưa, bởi vì khi nó có kết quả đấy nha thì nó sẽ có kết quả rất là bền. Và câu trả lời thứ ba là đối với những người mà thực hành lâu như tôi thì năng lượng kim cương có kết quả không, thì 1000% là có kết quả, bởi vì tôi trải qua rất nhiều người thầy, rất nhiều khóa học, rất nhiều tri thức, và cái thứ tôi dừng lại thì nó phải có lý do. Cho nên
khi tôi thực hành và tôi thấy kết quả cho cá nhân của mình thì kể cả thầy kêu dừng lại tôi cũng đâu có dừng, bởi vì tôi tìm ra cách và tôi có kết quả cho bản thân của mình. Cho nên việc của các anh chị quá đơn giản, hãy thử dùng những cái gì dễ nhất để nó ra kết quả, sau đó tin mình và cứ thế mà xài. Đó là câu trả lời đơn giản nhất. Hay quá, thầy nói cái ý này làm mất cái câu hỏi mà em định hỏi rồi. Kệ em. Là bởi vì như thế này, Mai Hương định nói là đấy là thầy nói thôi, thầy nói nó có kết quả, mà thầy thường dạy là đừng có tin thầy, đừng có tin thầy, đừng có tin bất kỳ ai cả, mà chỉ có tin vào chính mình. Và thầy có một thông điệp mà Mai Hương thấy rất là hay, đấy là để mà thực sự kiểm nghiệm là năng lượng kim cương có hiệu quả hay không thì hãy tin ở chính mình bằng cách là chính anh chị là người test, đúng không thầy? Đúng rồi. Chính anh chị là người test và kiểm nghiệm về điều này. Và tìm được ra cách phù hợp cho À, mình. tìm ra cách phù hợp cho mình. Nên là thầy bảo 1000% hiệu quả anh chị đừng có tin. Em cũng nói thật anh chị đừng có tin. Em cũng không tin đâu, để em thực hành. Tại sao tôi nói 1000% hiệu quả? Để Bởi vì khi em chúng thử. ta gieo một, cá nhân của tôi gieo một được 10. Ví dụ là mỗi một tháng mình gieo 10 triệu thì mình có thu nhập khoảng 100 triệu. Vậy thì chúng ta có thể làm ngược lại. Nếu mình muốn có thu nhập 100 triệu thì mình gieo đi 10 triệu. Mình muốn có thu nhập 50 triệu thì gieo đi 5 Năm triệu. triệu. À, thế thì nếu mà có người bảo là em muốn có thu nhập 1 tỷ một tháng, thế thì mình có 100 triệu để gieo không? Cho nên cái mà mình mong muốn với khả năng của mình nó phải phù hợp và tăng từ từ thôi. Khi chúng ta biết trồng cây táo thì sẽ biết trồng cây lê. Có nghĩa là mình biết tăng gấp đôi thì từ từ nó gấp dần gấp dần gấp dần gấp dần, không cần phải gấp. Ok. Mà nếu như mà mình không có tiền thì mình sẽ gấp đôi cái công lực, cái nguồn lực. Nãy thì nói là thời gian này, nói là kiến thức này, sự sẻ chia, những cái thứ đấy anh chị ha. Rồi ạ, thì em vừa nói về cái việc mà anh chị hãy tự kiểm nghiệm bằng việc test. Nhưng cũng có một điều á, thực sự thì khi mà học viên á, thực hành năng lượng kim cương thì bởi vì là cần có thời gian, cần cái sự kiên nhẫn nên học viên cũng khá là lo lắng. Thì có một cái điều này em cũng muốn thầy chia sẻ là trên cái hành trình mà thực hành năng lượng kim cương ấy, cái điều gì mà khó khăn ấy, điều gì thử thách thì thầy có thể chia sẻ cho anh chị nắm trước cái đấy để biết là đến cái đoạn đấy khó khăn đấy nên cứ vượt qua đi, bởi vì chắc chắn nó là cái khó khăn rồi, cái thử thách rồi. Rồi, khó khăn đầu tiên này Dạ. là mình muốn trồng để có được cây táo, cây lê, cây xoài để có trái, cây mít để có trái, nhưng mà muốn nó có trái trong 1 tuần. Và cái đó chỉ có rau muống mùng tơi thôi bà. Là muốn gấp. Tức là mình mong muốn có một kết quả nó to đùng nhưng mà lại muốn nó thật là nhanh. Cái cây nào nó mọc nhanh nói tôi nghe nào. Muốn kiến thức thật là sâu, thật là rộng, xong muốn học thầy chỉ đơn giản thôi, 5 phút thôi. Trời đất ơi. Đó, cho nên là cái khó đầu tiên là chúng ta muốn học nhanh, muốn đầu tư ít tiền nhưng mà kiến thức phải khủng và lập tức phải có kết quả, thì sẽ có hai cách. Hai cách. Hai cách. Cách thứ nhất là ngậm quả mơ xong ra đứng ban công xong cứ và cứ mơ với lại mơ với lại mơ với lại, đúng không ạ? Mong ước cầu nguyện, mong mong cầu cầu mơ mơ, rồi có sẽ có một ngày nó đến, được chưa? Ngậm quả mơ thế thôi. Cách thứ hai là phải kiên nhẫn. Khó khăn đầu tiên đối với tất cả loài người chúng ta là mình làm không kiên nhẫn. Ví dụ giảm cân có cần kiên nhẫn Có. không? Tập thể dục có cần kiên nhẫn không? Có. Tập yoga có cần kiên nhẫn không? Có. Thiền có cần kiên nhẫn không? Có. Học nhạc, vẽ, viết chữ, làm thơ, đi xe đạp, lái xe, tất tần tật. Bây giờ mà chúng ta không có độ kiên nhẫn thì khó có kết quả lắm. Và có nhiều người hỏi tôi là thầy ơi, có cái công thức nào nó chung cho tất cả mọi người không? Thì xin thành thật với cả nhà là không hề có một công thức chung. Ví dụ tôi gieo như vậy, 1 tháng nó ra kết quả, nhưng có người 45 ngày, có người 2 tháng, có người 15 ngày, có người 3 tháng. Vậy thì kết quả nó dao động khác nhau với mỗi người của chúng ta. Trên cái khó khăn đầu tiên này, thầy ơi thầy, cụ thể em gieo cái này bao nhiêu lâu nó nở? Thực sự tôi không biết. Tôi rất thành thật với mọi người.
tôi biết được là bao nhiêu nó nói lở với tôi, nhưng mà tôi không biết được bao nhiêu nó nói lở với mọi người. Vậy khó khăn đầu tiên là công thức chung, không biết. À, cái khó khăn thứ hai này, mới gieo vào trong lúc mình bắt đầu mình thực hành á, thì lúc đầu á, mình đi học á, mình sẽ thấy là nó rất là thích và mình cũng rất tử tế. Cái gieo một thời gian bắt đầu tiếc. tức là lúc đầu mà có người khác ấy, thì nó còn hào hứng rồi, nhưng mà về sau ok. Nào, ai đã từng có cảm giác này nhá, chúng ta để trong túi một ít tiền, có thể có tờ 5.000, 10.000, 50.000, sau đó mình ra ngoài đường mình gặp cái người mà khó khăn mà mình muốn cho, xong mình móc ra, lúc đó mình có cảm giác là mình sẽ chọn một tờ nào đó cho phù hợp với người đối diện, thay vì là mình đưa đại thì mình sẽ chọn cái tờ cho người phù hợp. Nếu người nào mình thương mình cho nhiều, người nào mình không thương lắm mình cho ít. Có ai có cảm giác vậy không? Có đấy, em là cũng có đấy. Vậy thì khi thực hành cái tâm phân biệt của chúng ta rất là lớn. Vâng. Ví dụ cũng là gieo hạt, nhưng mà cái người mà mình cảm thấy thương là mình móc rút túi ra mình gieo rất là thật tình. Nhưng mà này, nào cái khó khăn là như này này, gặp đúng cái người mình không có ưa, Là xong không rồi biết gieo. mình đi mình thấy mấy đứa kia nó cho, mình không cho thì nó kỳ. Cho nên là cái đó, lúc đầu gieo hạt gặp khó khăn là gì? Gieo miễn cưỡng, tức là thật tâm mình không muốn cho, nhưng mà chẳng qua là ui dồi đi học đi xe ai Mong cầu rồi mà không kiểu gieo thì nó kỳ, hoặc là bây giờ mình cũng phải mong cầu để mình có kết quả, nên mình phải gieo. hoặc là mình sĩ diện để mình gieo. Cho nên là cái khó là gì, cái mà mình làm á với cái thực sự mình muốn làm á, hai cái đó nó vênh nhau, thì cái đó là cái mà cái cản trở chúng ta. Rồi khó khăn thứ ba là học nhiều quá nó dối, không biết làm từ đâu. Rồi, ui dồi ôi, đi học có cấp độ 1 về gom cho cả kho kiến thức. Ôi giời ơi, rối tinh giữa mù lên gom. Cha có rõ ràng đi xị ai mới đi xị ục. Lộn xa lộn xộn, nào là bút, nào là pen, nào là 4 bước, nào là 10 thực nghiệm. Sao mà nó lắm thế? Mà học rồi nó buồn ngủ, lúc nhớ lúc quên, nó nhiều quá. À, vậy thì giải pháp cho chúng ta quá đơn giản. Mỗi một giai đoạn chúng ta sẽ có ưu tiên khác nhau. Chọn ra một cái dễ làm trước, tập trung vào làm kiên nhẫn. Sau khi có kết quả, mình sẽ tự động mình nhân ra những cái mục tiêu khác. Thì đó là kinh nghiệm cá nhân của tôi. Thế là những cái khó khăn của chúng ta là lúc đầu chưa có kết quả là mình rất dễ bị lung lay. Vậy thì để có thể thành công trong cái việc mà thực hành DCI thì nó quá đơn giản, hãy giao vào đội nhóm, hoặc là mình có điều kiện á mình tìm leader để mình thực hành. Còn nếu mà thực sự mà chúng ta mong muốn thực sự, mình tìm những leader chuyên nghiệp, mình trả một mức phí rất là đơn giản, mỗi tháng hình như 1-2 triệu gì đó, họ kèm cho mình để mình thực hành thật là đúng, thật là nghiêm túc, họ đưa mình vào kỷ luật, họ dạy những cái thứ mà tôi đào tạo ra được với đội ngũ đó, nhưng mà hiện giờ đang ít, cho nên cũng hạn chế nhận lắm, cũng không có được nhiều. Bây giờ 1.000 người đăng ký là tôi không biết làm cái nào để tôi tổ chức. Thì lúc tôi có 12 leader chuyên nghiệp và họ sẽ kèm các anh chị tới bến luôn, và cứ kèm như vậy đến lúc mà ra kết quả luôn. À, đó là cách mà tôi tổ chức cái đội ngũ đi xe leader trong thời gian sắp tới đấy mọi người. Ok, cho nên là khó khăn là gì, tập một mình dễ bỏ cuộc, nó nhiều quá không biết bắt đầu từ đâu. À, cái mình làm với cái mình muốn làm nó hơi chỏi nhau, và đặc biệt hơn đó là trong cái hành trình mà chúng ta gieo một thời gian dài quá nó không có kết quả là mình hay nản lắm. Mình mong cầu kết quả nó nhanh cơ. Ok, một số cái như vậy. Ok, nếu các bạn thấy bài học của tôi bổ ích thì hãy bấm đăng ký kênh và bấm vào hình cái chuông để tiếp tục nhận được những cái video kế tiếp của tôi sớm nhất. Xin chào.